Clip này Tuấn sẽ giới thiệu cho bác đôi loa B3. Chính thức là đôi loa B3 này là em Tuấn để dùng. Tại sao lại để dùng? Cái đôi này năm ngoái nó làm điên đảo các bác đấy. Đôi này có mức giá trên năm ngoái em để cho bác là 6 triệu 9 đấy. Không có hàng để bán. Tại sao em lại để lại dùng? Bởi vì là thật ra báo cáo bác là nó có một cái góc này này, nó bị sứt lên, bác nhìn chưa? Nhưng em để dùng là khi mình để kê lên thì nó không bị lộ mà nó không ảnh hưởng đến chất lượng bên trong. Đây này, em chỉ nói là bị này này, tí đây này. Bị sứt một ít ở đây, nhưng cái này nó còn dày lắm, dày cái đến 2 phân này cơ, nó không ảnh hưởng. Em Tuấn để lại dùng, nhưng mà khi em để lại dùng thì nó lại kê đây. Em sẽ khui đôi này cho bác. Đôi này trước là 6 triệu 9, không có hàng để bán, là tranh nhau cơ đấy. Xong nó bị sứt tí này em bảo thôi để mình dùng, nó giá trị, nó chất lượng chả sao cả, mà nhưng mà lại nó lại không có cái giá để loa. Con này bắt buộc phải để lên kệ thì là em lại phải đánh lắp đôi khác. Đôi này em sẽ khui hàng luôn cho các bác, mặc dù đôi này có rất nhiều clip khui hàng nhưng vẫn thích khui hàng để cho bác biết là đôi này nó như thế nào, để bác nào lấy tặng cho các bác nhé. Đôi này em Tuấn trước là 6 triệu 9 tranh nhau rồi, không có thời gian. Bây giờ em Tuấn để cho bác mức giá 5 triệu mà 4 triệu 8 đi, 4 triệu 8 cho nó sướng, không thích 4 triệu 9 mà 4 triệu 8. Sau đây em sẽ quay khui cho các bác. Đây này, báo cáo là tại sao lại em Tuấn lúc trước em Tuấn để đây. Có nhìn chưa ạ? Em định để đây này, có nhìn này. Nhưng mà con đấy nó lại không để được trên cái giá như thế này. Nên em đành phải để đôi loa DK vào đây. Đôi loa DK này cũng rất là giá trị, nhưng mà đôi kia nó đắt hơn. Đôi kia bắt 25, đôi DK này đánh rất là uy lực. Rất là uy lực. Nhưng mà đôi đấy là em để dành lại là và nó sứt đấy. Thì để đôi DK, nhưng mà bây giờ thôi, đôi DK để dùng lại trả bán cho bác khác. Đôi DK này có mức giá 4 triệu 6, báo cáo các bác là bác nào đã chơi thì biết rồi ạ. Đừng có chê em nó đánh phê luôn đấy. Bác nào cứ đánh như âm ly, một số âm ly răng gua hoặc đẩy căng, bác đánh phê lắm. DK. Thế bây giờ em để DK vào đây. Thì sau đây em Tuấn sẽ khui hàng đôi B3 cho các bác xem cho nó sướng nhé. Em sẽ khui hàng. Mức giá để cho bác 4 triệu 8, bác nào nhanh thì lấy. Nói thế cho ok chưa ạ? Đấy các bác nhá, em Tuấn còn duy nhất một đôi B3 210A này cho bác thôi. Em sẽ mổ đúng cái con bị sứt góc này cho bác thôi. Đây còn chưa lau đâu, chưa lau dọn gì đâu, lau đen lắm, đen bóng luôn. Đấy em sẽ mổ cho bác, để cho bác 4 triệu 8 nhá. Năm ngoái là 5 triệu 9 là tình trạng hàn nó không bị sứt này đâu. Nhưng bây giờ em để cho bác 4 triệu 8 bởi vì em đã đôi loa kia em thay đôi khác vào đấy rồi, nó có giá đấy. Em Tuấn sẽ khui đúng con sứt này cho bác xem luôn. Thế là mới thích. Phải khui đúng cái con bị sứt tí góc này, nó sứt tí góc. Báo cáo bác là khi bác đặt này, đặt loa xuống nó nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm ngang ra không ai phát hiện ra cả. Đây chẳng qua là cái việc nó sứt thì mình bán hàng mình phải báo khách, khách lấy được lấy thế thôi, nhưng không thích úp mà mở cứ rõ ràng, thuận mua thì vừa bán các bạn cho nó thoải mái. Báo cáo các bác là nó chả ảnh hưởng gì đâu, hình thức thì nằm phía sau rồi này. Nó nhìn này, từ con ốc này, những con ốc ê căng đều được làm bằng gen nhé, chứ không phải vít. Ê căng này về thì các bác thích bắn ê căng màu đen thì bắn cái ê căng lưới gì thì lưới được hết, thích tở màu. Đây bây giờ các bác vào nhìn loa sướng chưa, có nhìn loa sướng chưa, có nhìn loa phê không ạ, đẹp chưa nào? 4 triệu 8 mà các bác còn chê bó tay nhé. Còn cái đôi như em vừa quay đôi loa DK kìa, 4 triệu 6, 4 triệu rưỡi. Các bác có muốn được không còn. Đánh hay lắm. Đấy, sau đêm mà Tuấn sẽ khui hàng cho bác nhé. Phải nói luôn là nó như mới luôn. Phải nói một câu là nó như mới luôn cho bác đây. Các nhìn này. Các nhìn thấy chưa? Nào. Như mới luôn. Đấy, khi được cái căng nó che nó không bị bụi đấy. Các nhìn đẹp như mới chưa? Sau đêm Tuấn sẽ khui hàng thế cho bác thích. Đấy, họ làm nó thể thế này mới thích thích các bạn. Đấy, ok chưa? 4 triệu 8 nha, bác làm nhanh tay. Lúc này đôi loa này nhiều có một trước lúc đầu một số bác lấy bảo tại sao hai loa nó giống nhau. Báo cáo các bác là đôi loa này nó thiết kế nằm ngang, nằm dọc, nằm nghiêng được hết nên hai cái loa nó đều giống nhau hết. 50 chiếc loa này nó đều là một như nhau. Có nghĩa là lắp được nằm ngang, nằm nghiêng, nằm ngửa được hết. Các thế, đấy. Bác chú ý hộ em, đẹp luôn, loa đẹp như mới luôn.
chặt quá, nó mới nó chặt đấy, mũi mới nó chặt quá. Nó đợi đấy, cứ từ từ. Em muốn quay trực tiếp như này để cho các bác biết thêm nhiều cái là em không muốn quay nhảy cóc. Quay nhảy cóc này. Quay nhảy cóc nhiều bác lại bảo ôi giời cái chỗ xấu ông giấu đi. Quay thế này nó mới thích. Đúng không bác? Đấy, nó vỡ nó sứt thì báo luôn. Chứ còn quay mà cắt video nhảy cóc. Cắt video nhảy cóc, tháo ra rồi mới xem thì không thích. Tháo ra cùng xem. Chơi thế này mới gọi thằng phẳng. Tháo ra em bác cùng xem, ok chưa? Đấy, chạy toàn ốc rèn này. Không có vít nha. Ốc rèn hết. Còn ốc mà vít là nó sẽ vít vào gỗ ấy. Nhưng vít vào gỗ nó không giữ chắc được, đấy. Các bác nhìn nhé, toàn ốc mới tinh. Đấy, như này. Củ V3 này. Củ V3 xịn luôn nhá, uy tín luôn chưa. Nhấc hẳn cho bác xem luôn này. Kèn V3 các bác nhá. Kèn V3 uy tín luôn chưa. Và tóm lại là bao xịn cho bác đi nhá. Bao chất cho bác luôn. Củ kèn của V3. Con này còn như mới luôn. Này, giờ mới đưa tay vào đỡ nó lên được. Chứ còn nhấc cái này thì hơi khó. Đấy. Đấy, chặt quá. Nó chặt lắm rồi. Đấy. Không lên được. Nó chặt không? Hầu như chưa được tháo ấy. Rất là chặt. Rất là chặt luôn ạ. Mình phải tháo ra để về cho các bác xem xương rồi. À xem củ luôn. Ô, đợi em chút nhá. Đợi em chút. Đây, em lấy cái móc này. Cái móc này móc lên thôi nhá. Nó có móc đòn bẩy này thì mới bẩy được. Đấy. 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 Móc đòn bẩy này. Củ nó nặng các bác ạ. Này. Nhìn củ dã man chưa? Nào. Đây. Củ V3 xịn hết, ok chưa? Củ xương này. Này mà các bác còn không lấy thì bác lấy cái gì? Các bác nhìn cho phê chưa? Đấy, để em nhấc ra khỏi máy cho bác nhìn luôn cả thể. Con này đã có clip vui hàng rồi. Củ V3 nhé. Xương đúc gàng. Xương này gàng hết. Chưa? Đây ạ, phần tần đây. Mức giá có duy nhất một đôi bác nhé, không có nhiều đâu ạ. Có duy nhất đôi này thôi. Còn nếu mà có đôi nào đẹp nữa thì nó phải 6,9 triệu, mà 6,9 triệu còn chẳng có ấy. Rất nhiều bác hỏi hết rồi. Có đôi này nó bị sứt tí em giữ lại. Em giữ lại để em dùng đấy. Nhưng mà không may là không kê được. Nó tóm lại không kê được. Đây chưa? Đấy. Không kê được. Nên các bác có cơ hội. Thế thôi. Chứ con này mà không hay thì cũng không bán hàng nữa. Đi bà đấy. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào các bác.